Sáng ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 470 ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình, quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 830 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 471 ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nghỉ việc khi thực hiện nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình đã đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của nghị quyết. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Nội vụ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và công chức Văn phòng Thống kê, phụ trách công tác nội vụ các xã thị trấn đã cùng dự. Đối với nghị quyết số 470 quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 830 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hưởng nguyên lương, phụ cấp lãnh đạo và các phụ cấp khác nếu có đến hết nhiệm kỳ đại hội của các tổ chức đó. Đối với nghị quyết số 471 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 21 tháng 5 năm 2021 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dôi dư, nghỉ việc khi thực hiện nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Nghị quyết có phạm vi điều chỉnh lớn, bao gồm các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức cấp xã được cơ quan có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, tuyển dụng theo quy định thuộc diện dôi dư, nghỉ việc khi thực hiện nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được cơ quan có thẩm quyền bầu phê chuẩn hợp đồng lao động theo quy định thuộc diện dôi dư nghỉ việc khi thực hiện nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã ngoài được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng trên một tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng trên một người. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức hỗ trợ bằng 2 tháng phụ cấp hiện hưởng trên 1 năm công tác đảm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Nghị quyết số 471 này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để đại biểu dự hội nghị nắm rõ đúng trúng tinh thần các nghị quyết, hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận, tập trung vào những tình huống con người cụ thể tại cơ sở, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nghị quyết số 471. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh: từ nay đến năm 2025, huyện Tân Lạc cần giảm được 44 cán bộ công chức cấp xã để đảm bảo số lượng định biên theo quy định. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu đề ra, cần có nhiều phương án thực hiện, trong đó nghị quyết số 470 và nghị quyết số 471 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là một trong những chính sách ưu việt phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các xã thị trấn thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ nội dung, tinh thần nghị quyết số 470 và nghị quyết số 471, có nhận thức đúng đắn và hành động phù hợp trên tinh thần tự nguyện, tiếp tục làm tốt công tác đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng tháng, hàng năm để làm cơ sở đánh giá xem xét thực hiện tinh giản biên chế. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những cán bộ công chức muốn nghỉ chế độ theo các chính sách hiện hành. Quá trình thực hiện chưa rõ, chưa hiểu cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để thực hiện đúng đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức.